3 ngày trước khi tận thế, vì nhiệt độ cao liên tục, thiết bị nhà máy cấp nước đã bị thiêu rụi. Với nhiệt độ này, đừng nói 3 ngày không uống nước, một ngày cũng khó mà kéo dài. Tất nhiên, nhà nào cũng phải có nước, nhưng lượng nước dự trữ có hạn, họ có thể kéo dài bao lâu? Lần lượt các tin nhắn trong nhóm cộng đồng, họ đang nói về việc mua nước. Cuối cùng họ nhất trí quyết định, hãy ra ngoài và mua nước cùng nhau sau khi trời tối. Thế giới gần đây không yên bình, nhiều người đã bị cướp khi ra ngoài mua đồ một mình. Kể từ đó, khi mọi người ra ngoài mua đồ dùng, họ sẽ đi cùng nhau. Vừa đi ra ngoài vào ban đêm, tôi thấy một nhóm người tụ tập lại với nhau. Khi tôi đến bãi đậu xe, tôi không thấy ai cả. Sau mọi chuyện, không nhiều người sẵn sàng lái xe. Xăng không chỉ đắt, mà nó còn không dễ dàng để mua. Thằng tiểu tử, cuối cùng đã đợi được mày rồi. Lần trước dám đánh tao, hôm nay cho mày biết mặt. Lần trước bị ăn đòn chưa đủ sao? Lần trước do tao không phòng vệ, mày mới ăn được. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Đừng bào chữa cho sự thất bại của mình. Thất bại con mẹ mày. Bạn, đừng qua đây. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tôi không dám nữa, là anh ta muốn trả thù bạn. Tôi chỉ bị bắt buộc, anh ấy đã chết rồi. Bạn có thể tha cho tôi không? Binh Pháp Tôn Tử đã nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chỉ có người chết mới yên tâm nhất. Sau khi xử lý xong hai con sâu này, tôi cũng mang theo một thùng nước giống, dạo một vòng rồi trở về. Tôi chỉ là đang giả vờ diễn thôi, để ngăn người khác phát hiện ra rằng tôi khác biệt. Sau khi thiết bị nhà máy nước bị hư hỏng ở kiếp trước, nguồn cung cấp nước từ đó không thể khôi phục lại. Mặc dù tôi đã tích trữ 2 tỷ vật tư, không hề thiếu nước, nhưng giờ nhà nào cũng thiếu nước, thậm chí không có nước để nấu ăn. Tôi sẽ không sử dụng nhà vệ sinh từ hôm nay, bắt đầu sử dụng các vệ sinh cho mèo, chứ không nếu ai lại phát hiện ra tôi có nước thì phiền phức rồi. Sau đó, thứ đáng sợ cũng sắp đến, trộm cắp gia tăng, không ai muốn bị cướp. Có người quyết định chơi khô máu, đấu tranh chống lại. Một số người cảm thấy rằng họ bất lực không phản kháng nổi, họ cũng trở thành kẻ săn mồi, hồi nhau đi cướp bóc từ tay những kẻ yếu hơn mình. Con người trước đây của tôi không muốn trở thành kẻ săn mồi, tôi không muốn bị người khác cướp, tôi chỉ có thể đứng lên và bảo vệ chính mình. Một số người thấy rằng tôi có đồ ăn nước uống, nên đã đến tìm tôi, mong nhận được sự giúp đỡ của tôi, lấy nơi trú ẩn của tôi, nhưng lại không muốn cho đi bất cứ điều gì. Bỏ rơi tôi khi tôi gặp nguy hiểm. Kể từ đó, tôi quyết định không xen vào việc của người khác. Sống chết của người khác thì liên quan gì đến tôi? Tôi sống cuộc sống của tôi đằng sau cánh cửa đóng kín những ngày này. Khi có tâm trạng tốt, tôi ăn tôm càng và thịt nướng. Khi buồn thì làm tô bún ốc, thêm 2 cái chân gà. Ăn xong thì tắm nước nóng, nằm trên giường xem phim bật điều hòa. Sống một cuộc sống nhàn nhã. Trước mắt đã tháng 11. Những năm trước, tháng 11 ở miền Bắc rét đậm, mọi người phải mặc áo khoác. Nhưng bây giờ, nhiệt độ trong ngày duy trì ở mức 50 hoặc 60 độ. Mặt trời lặn vào ban đêm, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức 3-40 độ. Một tháng sau, mọi người dần dần gục ngã, rồi dần dần mọi thứ trở nên tê liệt. 10 ngày trước mất điện hoàn toàn, nhiệt độ cao liên tiếp đã gây ra quá nhiều đám cháy, mạch bị cháy không sửa được. Sau khi mất điện, còn khó hơn cho những người sống ở tầng cao. Nhiều người lấy đồ ăn và vật dụng chuyển xuống các tầng thấp hơn. Tầng nhà này đang chỉ có mình tôi, mọi người khác đã chuyển xuống các tầng thấp hơn. Sống trên tầng cao tuy rất rối thật, nhưng tôi không muốn sống gần nhà của ai đó. Tôi thậm chí không muốn sống trong một đám đông. Dù sao, tôi sống một mình ở các tầng trên vẫn là yên tĩnh. Ngoài việc đi lại lên xuống cầu thang, tôi nghĩ sống một cuộc đời độc nhất vô nhị cũng rất tốt. Sau khi bước vào tháng 11, siêu thị bị quân đội chính thức tiếp quản. Những kẻ quấy rối trong siêu thị bây giờ không còn dám nữa, bọn chúng chỉ còn cách chấn lột của người khác. Kể từ thời điểm này, tôi cũng đã bị truy đuổi khi tôi đi ra ngoài vào ban đêm. Tính ra tôi cũng không cô đơn lắm, nhưng sự việc này cũng không kéo dài quá lâu, bởi vì khi tôi đứng trước mặt mọi người đánh cho bọn chúng tơi tả, bọn chúng cũng không dám đụng tới tôi nữa. Mỗi đêm tối, ai đó sẽ luôn bị bọn cướp giết hại. Nhà nước cũng cử người tuần tra trấn áp quản lý, nhưng không hiệu quả mấy. Bây giờ đến sống cũng khó, ai còn tuân thủ kỷ luật nổi nữa chứ. Tháng 3 của ngày tận thế, nhiệt độ cao khiến thực phẩm nhanh hỏng hơn, ngay cả mì gạo chưa nấu chín cũng có run trong đó. Nhiều người còn nhìn thấy bọ bò trong đó, cả người liền ngã gục. Đó không phải là sợ hãi, mà là nỗi tuyệt vọng khi hết thức ăn. Khi tôi đi ra ngoài vào ban đêm, vẫn nhìn thấy mọi người đổ xô đi mua vật tư, nhưng giờ đã đi riêng lẻ. Rõ ràng đã có sự mâu thuẫn. Những người đi chung lúc trước, giờ vì xung đột lợi ích nên đã tách nhau, cũng không có gì lạ lắm. Vào đêm giao thừa, tôi đã lấy ra một bữa ăn thơm ngon, đón năm mới một mình. Đây là năm mới đầu tiên trong thảm họa. Nhiều giao thừa kiếp trước, tôi đã ăn cùng với những người trong tòa nhà chung cư và suýt đánh nhau chỉ vì chia thức ăn không đều. Bây giờ tôi không có ai xung quanh, nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Sau này cũng được mãi thế này, tôi đã rất hài lòng rồi. Sau một năm, nhiệt độ tăng trở lại, 58 độ trong ngày. Sông nhỏ và hồ nhỏ trong thành phố đã khô cạn. Cuộc sống kiểu này khiến người ta không thấy hy vọng, sự tuyệt vọng bao vây. Những người có người thân và bạn bè ở quê quyết định về nông thôn, nhưng không còn xăng, họ không có cách nào để lái xe, đi như thế nào cũng là một vấn đề. Lần này ở kiếp trước, tôi đã cùng với những người trong căn hộ cùng nhau về quê, nhưng cuộc sống ở nông thôn không tốt hơn nhiều so với ở thành phố.
Một nhóm chúng tôi đào rễ cỏ, ăn vỏ cây hay bất cứ thứ gì bỏ vào miệng được. Vì quê ở rất xa, nên kiếp trước tôi đã không thể đến được nơi trú ẩn. Lần này tôi tất nhiên sẽ rút kinh nghiệm, quyết định trực tiếp đến nơi trú ẩn chính thức. Và tôi cũng mở một loạt các đài radio khác nhau, thông báo về nơi trú ẩn chính thức. Tôi phải biết trước. 7 tháng sau, thông báo khẩn cấp. Nơi trú ẩn chính thức mở cửa cho công chúng. Nghe được thông báo mới này, tôi liền bật dậy khỏi giường. Một trong những nơi trú ẩn xịn nhất, chỉ cách thành phố của tôi 200 km. 200 km không xa, trong hoàn cảnh bình thường, không quá 3 tiếng là tới nơi. Ngay cả khi mọi thứ bây giờ không bình thường, tôi nghĩ rằng cũng chỉ mất 5 giờ. Bây giờ mới 5 giờ chiều, vẫn còn vài giờ trước khi mặt trời lặn. Tận dụng thời gian này, đúng lúc để đóng gói, tôi đặt tất cả đồ nội thất và gia dụng vào không gian di động. Tầm năng lượng mặt trời và vải che nắng sau khi trời tối, tôi cũng tháo tất cả ra, đưa vào không gian. Sau khi đến bãi đậu xe, ngay lập tức khởi động xe và lái đi. Tiếng xe thu hút sự chú ý của những người sống sót còn lại trong cộng đồng. Thằng nhóc này có xăng, thế mà nó nói với tôi không có. Thằng này đang đi đâu thế nhỉ? Đừng để tôi gặp lại nó lần nữa. Gặp một lần tôi đánh một lần. Vẫn muốn đánh tôi sao? Không bao lâu nữa thành phố này sẽ bị phá hủy, tất cả mọi người sẽ phải chết. Kiếp trước vì tôi quá thương người nên đã phải chết. Tôi bây giờ rút kinh nghiệm, tất nhiên là không thể nói với những người này về căn cứ, càng không thể đưa bọn chúng theo. Mau ngăn hắn lại, bọn này muốn chặn tôi sao? Quá buồn cười. Tôi đạp ga tăng tốc, khi vẫn còn cách vài mét, bọn chúng đã lập tức né qua. Tham sống sợ chết là bản chất của con người. 3 giờ sau đó, tôi đến thành phố gấu sợ hãi. Trong thành phố này, nhiệt độ trung vào ban đêm đã trở thành 27 độ. Đúng là nhiệt độ phù hợp hơn cho sự sống của con người. Tại sao nó lại là một nơi ẩn náu chính thức? Có vẻ như người biết tin tức về căn cứ không ít. Đầy người trước mặt. Xin chào, vui lòng đưa căn cước công dân. Không có vấn đề gì với chứng chỉ của bạn. Mọi người vào căn cứ phải nộp 10 cân thóc. Ở đây chính xác 10 cân. Được rồi, tiếp tục đi đi. Rẽ trái là bãi đậu xe. Vừa đậu xong, tôi liền nghe thấy giọng nói của một cô bé. Anh trai, anh có muốn hướng dẫn không? Tiền bạc thế nào? Chỉ cần một gói bánh quy hoặc một gói mì ăn liền. Bất cứ thứ gì có thể ăn là được. Tại sao không cần nước? Không thiếu nước trong căn cứ. Bạn quen thuộc nơi này lắm sao? Không có gì mà em không biết về nơi này. Nghe nói đây là hang động cổ. Nơi đây trở thành nơi trú ẩn đầu tiên, là vì đó là công nghệ của người ngoài hành tinh. 1000 năm trước, người ngoài hành tinh đã từ bỏ việc chế tạo. Thành phố đã biến mất. Theo các nhà khảo cổ học, nơi đây từng là nhà Hán cai trị. Tuy nhiên, nó lại chứa các thiết bị kiểm soát nhiệt độ tối tâm, vì thế đã trở thành nơi trú ẩn đầu tiên. Nếu bạn đã quá quen thuộc với nơi trú ẩn, vậy hãy nói với tôi, làm thế nào để thuê một ngôi nhà trong một nơi trú ẩn? Có một trung tâm cho thuê nhà, loại nhà gì cũng có. Trung tâm cho thuê nhà đó ở đâu? Tôi có thể lái xe đến đó không? Vâng, em có thể chỉ đường cho anh. Được rồi, lên xe đi. Cảm ơn anh trai. 10 phút sau, chúng tôi đến trung tâm cho thuê nhà ở. Những cái màu đỏ ở trên đều có người ở, nhưng cái màu xanh lá cây là không có người ở. Bạn muốn sống ở đâu? Có vẻ như nhân viên không nhiệt tình lắm, nhưng không có gì là không thể giải quyết bằng vật tư khổng lồ của tôi. Người đẹp, tôi mới vào chưa biết nhiều về nơi đây. Cô có thể giới thiệu cho tôi không? Hộp sô cô la này là thù lao của cô. Được được, anh đẹp trai, anh muốn ở nhà kiểu gì? Tôi sẽ đưa anh đến xem trực tiếp. Tôi muốn sống ở nơi cao một chút, môi trường xung quanh cũng nên yên tĩnh một chút. Quá đơn giản luôn. Đây từng là khu cung điện, bây giờ sửa lại thành nơi cư trú. Cung điện tất nhiên không phù hợp, nhưng có các biệt thự xung quanh, cao nhất là 6 tầng, có dãy phòng nhỏ bên trong. Anh muốn ở tầng bao nhiêu? Tầng 6, được chứ? Được, để tôi đi sắp xếp. Túi mì ăn liền này là phần thưởng của em. Em về đi. Cảm ơn anh trai. Sau khi đến nhà mới, thực sự trống trải, không có đồ nội thất và thiết bị gia dụng. Nhìn vào ngôi nhà, lúc đó tôi mới thực sự hiểu thế nào là nghèo khổ. Giá thuê căn nhà này là bao nhiêu? Đơn vị tiền tệ chung của cơ sở là điểm đóng góp. Ngôi nhà này là 100 điểm một tháng. Điểm đóng góp tất nhiên là đồ ăn. Đây là đặt cọc. Sau khi người phụ nữ rời đi, tôi cũng lấy đồ đạc ra khỏi không gian di động. Trang trí nhà cửa đơn giản. Bây giờ nơi ở đã ổn thỏa. Tiếp theo đây phải đi quanh, phải hiểu rõ môi trường xung quanh một chút. Sau khi nói chuyện với một người đàn ông, tôi đã nắm được tình hình. Điểm đóng góp phải được đổi tại sảnh dịch vụ. Dù là thức ăn hay hạt giống, miễn là nó liên quan đến thực phẩm, đều có thể được sử dụng để trao đổi thành điểm. Bên cạnh đó, tiền lương mà người lao động tị nạn trả cũng là điểm đóng góp, tương đương với tiền vàng trong những ngày cuối cùng. Anh trai cũng ở trong ký túc xá đó à? Tôi không sống trong ký túc xá, tôi tự thuê nhà. Anh trai, anh thật tuyệt vời. Những người tôi biết toàn không có khả năng, chỉ có thể đến ký túc xá của căn cứ để sống. Nhưng nếu sống ở đó, phải nghe theo các quy tắc ở đó, phải làm việc mỗi ngày, nhưng thù lao cũng chỉ được rất ít. Anh trai không nói nữa, tôi đi làm việc đây. Tôi suy nghĩ trong đầu, tôi phải sử dụng điểm đóng góp hợp lý một chút, tránh để mọi người biết rằng tôi có rất nhiều nguồn cung cấp. Sau khi hiểu được một chút ít thông tin của căn cứ, tôi tiếp tục lái xe ra khỏi căn cứ. Môi trường xung quanh cũng cần được hiểu rõ. Sau khi đi chưa được bao lâu, lại bị chặn lại bởi hàng tá miếng đinh sắt dày đặc. Tôi đạp phanh,
Một chiếc xe tải ở phía sau cũng đã lao tới chặn phía sau. Có vẻ như tôi đã bị cướp, nếu như đã không để tôi đi, vậy đành ở lại chơi với các người một trận. Hóa ra là một kẻ đơn thân độc mã. Nhìn xe này chắc anh ta giàu có lắm. Thằng nhóc mày đang cầm thứ gì đó. Tao khuyên mày đừng có chống trả, nếu không đừng trách bọn này tại sao độc ác. Tao cho bọn bay cơ hội, để tao đi ngay lập tức, nếu không thì hôm nay là ngày giỗ của tất cả bọn bay. Cầm cây kiếm rồi tưởng mình là ban chủ võ lâm mà. Tao sợ quá rồi đó. Bọn bay có sợ không? Đại ca, em sợ đến phát cười rồi đó. Ha ha ha. Cơ hội đã cho rồi, là bọn bay không trân trọng. Đại ca, ông nội, bố ơi, con sai rồi, con có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Ngài đại nhân đại lượng, tha cho cái mạng chó này đi. Tôi có mẹ già 80 tuổi và một đứa con trai 6 tuổi, xin hãy để tôi đi. Chết tiệt, gặp phải thứ dữ rồi, đợi hắn lơ là mình sẽ đánh lén hắn. Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình. Tao đã cho bọn mày cơ hội, là bọn mày không biết giữ lấy. Khi nhìn lại chiến trường, tôi thấy vật tư của bọn chúng cũng không ít, nhưng cũng không quá nhiều. Đây chắc là bọn chúng đem theo để dùng bên ngoài. Nơi trú ẩn của bọn chúng chắc còn nhiều hơn nữa. Chỉ là bây giờ người đã chết rồi, tôi không thể tự mình tìm thấy chúng. Mặc dù thật đáng tiếc vì bỏ lỡ mất nguồn cung lớn, nhưng tôi không hối hận khi giết những người đó. Cắt cỏ nhưng không cắt rễ thì rễ sẽ mọc nên cây. So với những nguy hiểm tiềm ẩn, vật chất không là gì cả. Tôi chẳng những đẹp trai mà còn rất thông minh. Sau khi trở về căn cứ trú ẩn, tôi đã đi thẳng đến phòng dịch vụ, định mang lấy đống đồ lúc nãy quy đổi thành điểm. Chú ơi, bạn có rất nhiều nguồn cung cấp, lại toàn là thuốc lá và rượu. Đây là mặt hàng đang khan hiếm vào dịp tận thế. Xin chào, chúng tôi đã đến xong, tổng cộng 3.600 điểm đều đã gửi vào tài khoản của bạn rồi. Vừa về đến nhà, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi. Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV, bấm cái chuông để đón chờ tập mới.